Lúc nhỏ tôi từng hỏi mẹ: "Mẹ ơi, ở ngoài cái chỗ mình đang ở ra thì còn chỗ nào mình có thể sống được không?" Mẹ tôi bảo: "Mày lên nhà nội mày ở, nuôi mày mập thay tốn cơm bỏ mẹ ra." Tôi đáp: "Không, nhưng mà mấy cái chỗ trên trời á, ở trên đó có ở được không? Con thấy chú cụ ôm gấp đa bay lên trển ở luôn mà." Mẹ tôi đáp: "Bây giờ mày ra mày vác bụi ra mày đái lên cây coi có nó bay lên được không?" Được cái lúc nhỏ, tôi cũng như cha em vậy, rất là có máu mặt trong xóm, cái gì cũng dám làm. Nên người ta hay bảo, người thành công luôn có lối đi riêng. Và với cái tư duy đỉnh cao và sự chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống, thì tôi dễ dàng nhận biết việc vạch quần ra và tè vào cây để giải phóng bầu tâm trạng là chuyện quá đỗi bình thường. Ắt phải có cái thế lực nào đó đang cản bước tôi bay theo chú cuội. Hay là tôi đã chọn sai mục tiêu? Muốn tiểu cũng phải lựa cây ProVip, cây nào đó xịn xịn, có nạp lần đầu thì mới bay được. Rất dứt khoát, tôi nhanh trí chạy ra sau vườn, không một động tác thừa, tè vào chậu hoa mai của ông tôi. Dòng nước ấm tuôn trào từ trong lông mạch xối xả từng đợt như thác đổ vào buồng rễ. "Ơ hay, cái cây này, sao mày không nhúc nhích? Hay phải đái cao hơn nữa ta?" "Đúng rồi, cao hơn nữa, 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 cao hơn nữa." Nước như thế cứ phun như vòi rồng, xối xả như vũ bão, làm thắp lên ngọn lửa bay lên mặt trăng của tôi, nhưng cũng đồng thời là ngọn lửa kết thúc cây mai quý trước sự chứng kiến của ông tôi. Chỉ ra mày chọn cái chết. Ông tôi rất thích mai và cực kỳ chăm tỉa mai mỗi buổi sáng. Nhưng lần đầu tiên tôi thấy 10 giờ tối mà ông tôi còn cầm cây kéo tỉa lên. Và sau đó không có sau đó nữa. Có giò đâu? Không giò. Không giò. Không giò. Không giò. Cú sốc đầu đời khiến tôi nhận ra rằng con người thật sự không thể tè vào cây rồi bay vào không trung như chuyện cổ tích. Tuy nhiên, bộ đồ phi hành gia mà tôi đang mặc và sự tiến bộ của nhân loại thì có. Con người là sinh vật của sự chinh phục, sự tiến bộ vượt bậc đã có thể bay vào trong không trung, mở ra nhiều trang sử sách, nhiều nguồn kiến thức và nhiều vùng đất mới nằm ngoài sự hiểu biết của họ. Mà hành tinh gần chúng ta nhất đó là sao Hỏa. Hành tinh được đặt ra nhiều giả thiết nhất về sự tồn tại của sự sống mà không ít lần được đưa lên mạng rộng như là đưa dán lên sao Hỏa này, quái vật ngoài sao Hỏa này, bị bỏ quên rồi trồng khoai sống trên sao Hỏa này, tới cả một con mèo và một con chuột cũng có đất diễn trên sao Hỏa. Mà huống chi, à thôi, anh em kênh chat người yêu còn không có thì làm gì mà có cửa lên sao Hỏa. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Đùa đấy, anh em đừng có mà căng thẳng quá, màu già lắm. Mấy bạn lo học, lo đi làm, khi tình yêu sẽ tới thôi, hoặc là không. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, hành tinh gần nhất có thể trở thành nơi sinh sống vẫn là sao Hỏa. Bạn sợ rằng những cơn lốc xoáy kèm theo bão cát liên tục trên đó ư? Thế thì chui xuống lòng đất hoặc vô hang như fan MU40 là được. Bạn sợ không có điện và wifi, coi video của kênh Bladibut VN mà không cần đăng ký ư? Có cái đầu quay. Mơ à, đăng ký video đi chứ. Và sau đó nguồn điện sẽ được tiếp thêm nhờ mấy anh pháp sư Trung Hoa, không chỉ tạo ra các mẫu kit độc dị cho chúng ta cầm, mà nghe bảo rằng có thể tạo ra cục điện hạt nhân có thể phát điện liên tục trong vòng 10 năm mà không cần nạp thêm lực nào đấy. Bạn sợ không đủ nước để duy trì sự sống, sợ phải chịu cảnh khát nước như là mấy anh đu càng. Đừng lo, vì sao Hỏa có hệ thống nước ngầm siêu cấp và các bạn đừng quên chúng ta cũng có Kangaroo, máy lọc nước hàng đầu Việt Nam. Nói chung là việc sống trên sao Hỏa ngày càng có khả thi. Và vì sao chúng ta lại nói nhiều về hành tinh này? Thì đây là lý do. Xin thiệu Mobile Suit Gundam The Wish from Mercury, phù thủy đến từ sao Hỏa, một series Gundam. Xí, anh Long. Cái gì vậy? Anh coi này đi. Hả? Ơ, khoan đã. Chết mẹ rồi. Vậy Mercury là sao Thủy chứ không phải sao Hỏa hả? Ủa vậy tao bỏ ra 1 tiếng đồng hồ nghiên cứu về cái hành tinh chết tiệt này là công cốc à? Thì anh quên là chúng ta còn có con Gundam 33 lõ đến từ sao Hỏa à. Mình chỉnh lại 1 xíu rồi review luôn con Gundam 33 lõ. Mày im! Trừ khi nào con quỷ Bandai nó ra con MG33 lõ Lubut á thì tao review. Giờ sao ta, sai kịch bản rồi. Thì cái sao Thủy thật ra thì nó cũng cách sao Hỏa có mấy nấc à, nên chắc là nó sẽ lạnh hơn và khó sống hơn một xíu.
Mobile Suit Gundam The Wish from Mercury, phù thủy đến từ sao Thủy. Là series mới nhất đã ra mắt trong thời gian gần đây của Sunrise, và phải nói thật, lâu lắm rồi chúng ta mới được cảm nhận lại những tập phim mang đầy tính cảm xúc đến như vậy. Vì lần cuối cùng tôi coi phim dài tập của Gundam, đó là Gundam Build Breaker, và phải nói thật, phim như lộn phim. Bye. Bây giờ dẹp bánh nước đi, thắt dây an toàn vào, cùng tôi dạo quanh một vòng sao Thủy, ngắm nhìn con người vũ trụ Gundam đã làm được những gì, cũng như giới thiệu về các mẫu kit cực phẩm của chúng ta ngày hôm nay nhé. Trước khi phán xét bộ phim có gì, thì đây là tôi ngồi xem tập 0 của bộ phim này. Cho tôi hỏi một xíu, ở đây có các bạn nào, anh em nào, dân chơi nào bị xúc động mỗi khi nhìn thấy những cảnh Gundam đồng nhất với phi công không? Như cảnh Gundam Bam và Lõ Lubut lần đầu đi bút rơi từ trên trời xuống. Cảnh Exia xuất hiện từ trong không gian cùng cục Zien của 00 Rider cuối season. Hay cảnh con co 2 hợp nhất tất cả các unit lại ở cuối phim. Họ cười tôi vì tôi không giống họ, tôi cười họ vì họ quá giống nhau. Nếu có ai đó cười tôi vì tôi xem phim hoạt hình robot đánh nhau, thì tôi cũng sẽ cười trừ, bớt lờ cho qua. Vì quan điểm cá nhân thì không nên áp đặt cho người khác. Tôi là cái loại người sẽ khóc khi nhìn thấy Gundam chiến đấu tương thích với pilot đấy. Có thể là do tôi nhạy cảm, nhưng hình ảnh mẫu movie suit vô tri vô giác đã đáp lại tiếng gọi của cô gái sao hỏa, à nhập, sao thủy trong phim, và tạo ra những đồng nhất trong những phút quan trọng, là một bản giao hưởng rực rỡ, liên mạch và cao trào nhất. Tôi thiết nghĩ nó cũng là một trong những lý do khiến tôi yêu Gundam nhiều đến thế. Không phải là Super Robot, không phải là Transformer, người máy biến hình, Gundam là thứ duy nhất khiến tôi thực sự cảm giác được nó không chỉ là những cỗ máy vô hồn. Và nếu bạn có cảm giác giống tôi thì xin chúc mừng. Tôi chấp bạn giải nghệ, giải lao, giải khác cả chục lần cũng không bỏ được Gundam hay Gunpla đâu. Lâu lâu coi YouTube thấy mấy con Gundam lại nổi máu lên muốn chơi, muốn mua. Tôi nói có đúng không? Tôi biết hết nha. Quay lại với câu chuyện chính. Phù thủy đến từ sao Thủy kể về hành trình của Sulita Mercury, một cô bé hiếm hoi, có tài thổi nến, thổi bay ba ngọn lửa nến ở trận chiến đầu tiên, và có sự tương thích với mẫu Gundam Elfrid. Ok, và để trải nghiệm thì mấy ông nên xem phim đi nhá. Phim đang có mặt tại Gundam.info, vẫn đang trong chuỗi series chiếu phim đấy. Mỗi tuần có một tập, thích lắm. Bây giờ thì cùng tôi vào bài review của sản phẩm hôm nay nha. Và đây, xin giới thiệu mẫu đầu tiên mở màn cho dòng HG series này, Gundam Elfrid. Tôi sẽ gọi nó là Elfrid nha, phát âm theo kiểu của chị Google dịch. Chị dịch sao thì tôi đọc vậy. Các bạn nếu như mà nghe không lọt tai thì thông cảm nha. Thiết kế đóng gói của một hộp Hi-Ray cơ bản với hình ảnh artwork cực kỳ lung linh như phim, đánh lừa người chơi từ cái nhìn đầu tiên, nhưng mau chóng chuột lõi bằng hình ảnh thật của sản phẩm đã được giới thiệu đầy đủ ngay bên hông. Logo HG cũng đã được có mã hiệu mới SG The Witch from Mercury. Và góc phải cũng sẽ có logo của Bandai Namco, thiết kế mới giống như lại của Metal Build. Như mọi mẫu kit khi unbox, bạn sẽ có runner để lắp và sticker để bổ sung màu. Tuy nhiên, phải nói đây sẽ là một trong những lựa chọn sáng suốt nhất khi bạn quyết định mua mẫu này, vì với cái giá lúc mình mua ở sự kiện thì nó chỉ có 300.000 mà thôi. Nếu tính luôn đôn giá thì tầm 400-450.000, vẫn còn rất rẻ so với những gì mà nó có thể làm được. Tin tôi đi, vì mấy ông sẽ không mấy khi bắt gặp một con HG mà có chi tiết sơn sẵn đâu. Trong phần runner sẽ có một bắt đặc biệt, đó là phần ngực của Gundam. Đù má đẹp nhờ. Giống như trên phim, phần ngực có hai option cho bạn lựa chọn. Một là bạn sử dụng miếng nhựa clear này, sau đó dán phần sticker up vào phía dưới, thiết kế mới của Bandai đấy.
bạn sẽ có một phần ngực hoa văn như thế này. Hoặc cao cấp hơn, bạn sẽ có nguyên một bắp được đựng riêng trong runner và sơn sẵn như sau. Là sơn thẳng đây các bạn ạ. Cái này thì nó đẹp hơn và sáng hơn một xíu so với phần dán sticker. Theo tôi thì mấy ông khỏi phải dán. Để hai dạng, một miếng sticker để tả lại cảnh khi chưa kích hoạt hệ thống, và miếng sơn thì lại tả lại cảnh khi đã khởi động cỗ máy, là hợp con nhà bà Lý nhất. Và đó là sơ bộ về tổng thể của Unbox. Tiếp theo, cùng tôi đi sâu vào tổng thể và biên độ thuộc cấp súc vật của nó nè. Về phong dáng để tả Elfrid thì chỉ có một từ thôi, đó là gọn. Một trong những mẫu Gundam gọn nhất và thuận mắt nhất tôi ưng ý. Nó đơn giản, phá cách nhưng không phá hoại như hình tượng Gundam nào đó. Hình mẫu Gundam lý tưởng cho việc chiến đấu linh hoạt ngoài không gian. Nếu như ví thì có thể ví Elfrid như một vận động viên vũ trụ vậy. Vì cái thân hình nhỏ nhắn, rắn chắc và đóng ống xả được thiết kế đồng nhất với cơ thể, mang lại cảm giác một mô vê suit nghiêng về tốc độ, nhanh như tốc độ trở mặt của người yêu cũ. Màu sắc tô điểm được chọn cho mẫu kit rất ư là dễ thương và là nỗi ám ảnh đối với chị em mỗi khi anh em mua son tặng quà. Màu hồng cánh sen. Phần màu hồng được trải liều trên cơ thể từ vai, bụng, giáp hông, giáp đùi và lòng bàn chân, mang lại cảm giác như máy cổ xe đua tốc độ đang xen hai tông màu trắng và màu chủ đạo. Chỗ gói này đáng lý sẽ có 4 miếng sticker màu hồng dán vào đây cho đủ màu. Nhưng thằng Quân nó chơi sao như nào tôi không biết, tróc mất một miếng nên nó lột luôn 3 miếng còn lại. Chán. Mà quên nói nữa, tiếp thì quên, nó cũng là tài trợ con này nốt cho video chúng ta đấy, chứ tôi không có mua nha. Cái gì mình có thì mình nói nha. Tổng thể sản phẩm lại bao gồm 5 màu: hồng, xanh dương, trắng ở giáp, xám ở khung xương thể hiện và màu xanh lá ở phần mắt riêng. Lát nữa tôi phân tích cho xem. Trên runner cũng có ghi là Bandai Spirit 2022, mẫu runner mới cho một Gundam mới, không tái bản giống như bất cứ mẫu nào trước đó. Bổ sung thêm là sticker ở phần bụng và phần đầu, rất đẹp, rất sáng. Cái này sơn còn khó, tôi thấy dán sticker như vậy vừa đẹp vừa tinh tế, riêng chỗ này thôi đấy. Về kích thước, Elfrid có kích thước trung bình của các mẫu HG và RG 1/144, khoảng 12-14cm. Một mẫu hình lý tưởng cho việc bâu chén, chụp choẹt nhưng hơi nhỏ cho việc trưng bày như các dòng 1/144 của phụ trụ UC hay là MG 1/100 Master Ray. Cầm cảm giác bé bé xinh xinh, đem lên góc làm việc hay bàn học, lâu lâu liếc qua nhìn lấy hơi phát cũng được phết đấy chứ lị. Và tôi sẽ tiết lộ luôn cho các bạn biết, tụi tôi đã phải đấu tranh dữ lắm để có thể mua được con HG này với giá 300.000. 300.000 cho một con HG mẫu mới, thật sự quá rẻ cho một mẫu mới luôn á. Tuy không phải là bi Bandai nhưng cũng có cần phải rẻ như vậy không? Vì những gì mà bạn sẽ được xem sau đây sẽ khiến bạn phải suy nghĩ về giá cả của nó. Trước khi đi vào phần biên độ, tôi xin phép cho các bạn xem phần mắt của nó đây, như lúc nãy tôi đã đề cập. Nè, chờ xíu, để tháo cái đầu ra. Bởi ta nói, để móng tay nhiều khi cũng có cái lợi lắm, dễ tháo lắp hẳn. Đó, phần mắt là một bát riêng hoàn toàn, tách biệt với phần mặt nạ và cò má, tạo chiều sâu cho cửa sổ tâm hồn của Suleta sao thủy. Phần đầu là một copy và thiết kế có phần hơi dị. Như các bạn có thể thấy, thay vì ghim thẳng xuống thì nó ghim theo chiều ngang, khiến nó có thể ngước lên, xuống rất là tốt. Và nhờ vào chốt ngang bên nên nghiêng qua, nghiêng lại rất sâu, giúp cho Gundam không bị vướng cầm, đặc biệt là khi xoay 360 độ. Khớp bi ở cánh tay nên di chuyển cực kỳ linh hoạt. Ở khớp này thì khỏi nói rồi, vì mấy năm nay Bandai toàn xài mid, nó đơn giản mà nó hiệu quả vừa lơ. Kết hợp thêm khớp bi mở rộng bên trong, đấy, thấy chưa? Nó cực kỳ thoải mái khi tạo dáng ốp sát ngực hay cầm vũ khí bằng hai tay. Phần giáp ở đỉnh vai có thể di chuyển một chút, không tháo ra được như là con Ariel. Cầu vai nói bằng khớp chữ C, bám vào và không có cản trở của thiết kế khung xương, kết hợp với khớp bi mở rộng lúc nãy nên nó bật lên rất là cao, giúp gập tay phải gọi là cổ đỉnh của chớp luôn. Đồng thời khi gập, phần xương cũng sẽ chạy ra theo, không có bị hở khớp bi bên trong. Một chi tiết thể hiện rất nhỏ thôi nhưng cực kỳ tinh tế. Nói chung là đẹp. Thiết kế giáp của phần cánh tay là hai đường bo chéo vào nhau như thế này, chứ không phải là khớp tròn hay là khớp vuông, nên không cần dùng đến khớp đôi. Tôi gọi cái này là thiết kế rút thầu công trình. Vừa là thiết kế đẹp, vừa đỡ phải chế ra khớp đôi. Và đương nhiên,
copy ở bàn tay. Chỉ có hai bàn tay nắm thôi, không có tay xòe. Phần eo đầy đặn được thiết kế bằng một chiếc trụ to bên trong, không như mấy cái Gundam Ram lỏ, giúp Gundam có thể xoay 360 độ cực kỳ mượt mà không bị cản trở. Và hơn nữa, nó rất là tự nhiên. Phần nghiêng người lần này được tích hợp ở khớp ngực chứ không còn là ở khớp eo nữa. Không quá nhiều, nhưng cũng giúp Gundam nghiêng người, tạo ra nhiều tư thế đẹp hơn. Nghiêng sang trái và sang phải được tầm bao nhiêu đây? Phải nói, mình đánh giá rất cao thiết kế của năm nay. Càng ngay những mẫu HG càng được cải thiện về biên độ. Và các bạn biết đó, HG là một trong những dòng dễ tiếp cận người chơi nhất bởi tính giá cả của nó. Một điểm cộng rất lớn cho nhà đài nha. Cái này là khen thiệt nha Bandai, không có khịa đâu. Khớp tròn lớn hai bên háng, vừa là khớp, vừa là giáp tích hợp. Nhìn ngoài thì như hai ủ giáp lớn nhưng thật ra nó là hai cục khớp đấy mấy ông. Giáp phía trước và hai bên đều tiêu biến hoàn toàn, mở ra một cái biên độ mà lát nữa các ông sẽ phải há hốc mồm cho coi. Chờ đi. Phần giữ lại duy nhất là mảnh giáp váy nhỏ phía sau, có tác dụng làm bệ giữ cho phần vũ khí. Và đây là toàn bộ cú đá về phía trước. Đã chưa? 300.000 chỉ với 300 cho một con HG. Phải gọi là vải xoài không? Đá tét kháng là có thật. Thân hình mảnh khảnh cùng với lòng bàn tân... Điệt mẹ léo lưỡi rồi. Thân hình mảnh khảnh cùng với lòng bàn chân to giúp nó đứng cực kỳ tốt. Cho Gundam đứng bằng một chân hả? Chuyện nhỏ, thử trò nào khó hơn đi ạ. À. Phần đùi và váy trước cũng đã được tính toán cả, nên khi đá chân lên, hai bên phần này sẽ không vướng vào nhau mà là trượt lên nhau. Lâu lắm rồi mới thấy một mẫu Gundam có thể đá cao hẳn 180 độ như thế này. Cảm giác rất là thích, biết là tạo dáng cũng không có xài nhiều vậy đâu, nhưng phải nói rất là kích thích khi chơi. Và mỗi khi bâu, nó luôn nhắc mình, à, mày có thể làm được nhiều hơn như thế. Đúng là thiết kế mới, thiết kế luôn con Gundam mới, nên tính sáng tạo nó sẽ thoải mái hơn, không bị gò bó trong khuôn khổ của các mẫu cũ. Khỏi có váy, nhưng vẫn rất đẹp và tinh tế. Không chỉ có phần khớp háng cực phẩm, mà phần cặp chân cũng là một siêu phẩm không kém. Đấy, các ông thấy không? Khớp đôi ở gối giúp nó gập rất là tốt, bo sát và song song nhau. Nhớ là chỉnh cái bàn chân cho nó co lên một xíu, thì nó sẽ gập sâu như thế này mà không bị vướng vào phần ống xả. Đồng thời phần táp ở đây có thể gập xuống, phủ đều theo các ống xả, che lấy phần khung xương, khiến nó trông sẽ mượt mà hơn, đỡ thô kệch hơn. Lòng bàn chân là bắt riêng lẻ, không có giáp xương bàn chân, nhưng cũng chịu thôi, HG mà, tôi không đòi hỏi được. Vẫn sẽ có hai chi tiết cái lỗ nhỏ y hệt như trên anime, rất là xuất sắc. Tuy nhiên, như tôi đã nói, không gì là không có góc chết. Điểm chết của con này đó là phần mắt cá chân, đó là khớp chữ C, phần nối. Nhưng thiết kế của nó cứ sai sai kiểu gì ấy. Nói thẳng ra là thiết kế nó hơi nông. Khi giữa chân lố một xíu, nó sẽ tự động bung ra khỏi khớp như thế này, gây khó chịu khi chơi rất là nhiều. Một cái điểm mà ở con Ariel trong video sau cũng sẽ mắc y hệt, nên các bạn chơi thì chú ý nhé. Tạo dáng vừa vừa thôi, duỗi thì tốt thiệt đó, nhưng mà dễ bung lắm. Wait a minute. Đúng là trùng hợp ngẫu nhiên. Đây là toàn bộ duỗi về phía sau và về phía trước. Không có khớp mũi bàn chân, nó là một bắp cứng riêng lẻ, không di chuyển được. Giáp mắt cá chân được nối bằng một copy như thế này, nói chung cũng nhúc nhích được một xíu thôi, đa phần là dựa vào phần mắt cá chân. Cái này như kiểu một chi tiết thể hiện thôi. Tới chỗ này mới quan trọng nè. Các ông thấy cái phần này quen quen không? Quen vãi cái lồng mẹ bao la như biển Thái Bình. Ừ, lúc đầu tôi cũng sốc lắm á, nhưng cầm nhiều thì đỡ rồi. Đã vậy nó còn xoay qua xoay lại hai chiều, phía sau và phía trước cũng là hai phần xoay khác nhau, giúp con Gundam đứng trên mặt đất tốt hơn. Đúng là trùng hợp ngẫu nhiên. Tổng hợp lại thì khớp con này xứng đáng 905 điểm trên 10, không có gì để chê cả. Từ thiết kế tới khả năng tạo dáng đều cực kỳ mượt mà và hợp lý. Đáng tiền, đáng tiền. Phần cuối cùng của nó sẽ là phần phụ kiện đi kèm. Và đây là Airgrip với tất cả những gì đi kèm theo với nó. Quả thật, nói một con Gundam với nhiêu đây phụ kiện với giá 300 cành thì mấy ai tin đúng không? Không phải là nhiều, nhưng ít nhất nó phải giá cả phải nhiều hơn thế. Gặp ai nói tôi mua con này 500k tôi cũng tin sái cổ ra. Bởi vậy mới nói, để hiểu được thì bạn cần phải có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Đầu tiên là một khẩu rifle khá là đặc biệt. Nó giống một cái máy hút bụi mini vì phần nòng to đến quá khổ của nó. Thiết kế khá là xinh với chi tiết sticker ở nòng nhắm và nhìn nó gọn như con Gundam vậy.
Để giải thích cho sự quá khổ của cái nòng này thì bạn còn được cho thêm một cái effect dẻo như thế này. Vicalin 300k có lượng effect à. Lâu lắm rồi mới thấy Bandai có rộng lượng như vậy luôn á. Effect là loại nhựa dẻo không sơn, đi theo rất là nét luôn, cầm rất là đã. Và để kết nối, bạn mở hai phần chốt trên cổ súng ra, phía trên và phía dưới như thế này. Sau đó ghim effect vào. Để tôi coi coi lần nào lắp cũng nhầm hết á. Không có nhớ là cái phần dài hay là cái phần ngắn của cái effect nằm trên hay nằm dưới nữa. Bởi cứ mở Maruo ra coi review cho đỡ cực không. Cắn nó vào qua một cái lỗ chữ nhật bên trong, rồi khóa hai chốt trên và dưới lại. Giờ thì bạn đã có một lưỡi kiếm ánh sáng cực kỳ đẹp, quá đã. Phần kiên là phần mà tôi đã chỉ trích rất nhiều trên stream. Lý do là vì nhìn nó như là cái miếng ván ép gỗ vậy. Trần trụi, không màu, không mùi, không vị. Không có kẻ like vào thì thôi, nó đơn điệu cực kỳ. Chửi là như thế, nhưng khi mình coi phim xong, cầm trên tay rồi thì... Soka na. Nó thật ra là 7 cái funnel lắp lại thành quả kiên. Và phải thành thật mà nói, chi tiết ở trên phim nó ngầu vãi xoài. Cái này mấy bạn chịu khó sơn viền hồng, có màu trùng với Gundam thì nó sẽ đẹp hơn nhiều. Bề mặt của nó là những đường lai dọc chạy dài, cũng có detail, gì và này nọ, chứ không trơn tru hoàn toàn. Phần dưới là một cái lỗ dùng để kết nối vào tay Gundam qua một cái chốt đi kèm như sau. Trượt nó vào kiên như thế này. Sau đó, gắn nó vào lỗ ba ly có trên Gundam. Xoay. Lại là câu nói, đơn giản mà nó hiệu quả là được. Tiếp theo là phần bắt bắt. Bắt bắt như một chiếc ba lô khổng lồ với 4 ổ đựng funnel khi không sử dụng. Và các ổ cũng sẽ có khớp riêng như là khớp bi ở phần trên. Khớp ba ly hình chữ Z ở phần dưới nên cũng cực kỳ linh hoạt, không có bị thô cứng. Như một con Gundam thì Elfrid cũng có hai thanh beam saber, kiếm ánh sáng nằm ở hai bên hông bắt bắt và kèm luôn hai effect beam đi kèm màu xanh dương. Ai bảo con này không phải Gundam đâu? Mày thấy gì không? Kiếm ánh sáng đó mày! Đồ! Kết nối thì gắn nó vào hai lỗ như thế này là được, lỗ ba ly nha. Và phần súng cũng sẽ được cất gọn vào qua một cái lỗ nằm ở giữa lưng bắt bắt. Và để tách hình dạng funnel thì đầu tiên bạn tách. Đây. Tôi nói mấy ông rồi đúng không? Gunpla nó có sự sống. Tôi chưa tách mà nó đã tự rớt ra rồi. Để tôi diễn lại. Để tách thành dạng funnel thì đầu tiên bạn tách từ từ hai bắt này ra, trái và bên phải. Phần bên thì tách thành hai khúc, phần giữa tách thành ba khúc như thế này. Và giờ bạn có tới 7 cái funnel bay xung quanh con Gundam. Và tại sao tôi có thể thấy nó bay thì xin thưa, tôi đang ăn kẹo. Whee! Người ta giỏi, người ta chăm, người ta có điều kiện, người ta mua bay về review. Tôi vừa lười vừa nhớt thay ra video lâu nên tôi sẽ chờ đợi cái này. Kẹp hết tất cả lại với nhau rồi ghim nó lên bay. Thì nhìn chung thì nó cũng hơi phèn, nhưng mà vui lắm. Nhìn thấy con Gundam đang bay cùng với đám funnel tạo cảm giác cực kỳ hưng phấn, đặc biệt là khi đang whee. Ngoài ra thì hai bắt này cùng có thể kết nối vào súng, tạo thành một khẩu súng rifle dài hơn, bắn xa hơn và thổi nến đã hơn bao giờ hết. Boom baby. Và đó là tất cả những gì mình có thể mang lại cho các bạn trong video review ngày hôm nay. Câu hỏi thân quen, HG 1/144 Elfrid Gundam có đáng chơi? Qua những gì mà tôi vừa trình bày thì câu trả lời thật sự quá rõ ràng rồi. Nó cực kỳ xứng đáng với giá tiền mà các bạn bỏ ra. Bạn muốn có một con Gundam đẹp, bạn mua Elfrid. Bạn muốn có một con Gundam có thể bầu dáng tốt, bạn mua Elfrid. Bạn muốn có một con Gundam có funnel và effect bắn nhau đùng đùng chiếu chiếu, bạn mua Elfrid. Nó có tất cả những gì mà bạn mong đợi ở một con HG. Và quả thật, đây sẽ là một trong những mẫu mà tôi sẽ cho điểm cao nhất trong năm nay bởi những gì mà nó có thể mang lại được. Ok nhá, hy vọng sau video sẽ mang lại cái gì đó có ích cho mấy bạn. Lệch nhau 100.000 thì vẫn đáng nha mấy ông. Mua đi, không có tiếc đâu. Bây giờ, tôi là Tạ Bảo Long trực thuộc kênh GameBladyBoothVN. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau. Nè, cầm đi. Để cái đó xuống. Để cái này xuống.
Mở ra thử coi. Mở ra thử coi. Cái gì vậy? Mày gỡ ra đây. Không, mở bên hông ra. Rớt á. Cái gì vậy? Coi thử coi. Gắn vô. Để lên. Chúc mừng em, người đầu tiên có ở Việt Nam. Con này tên gì quên mất tên rồi. Tên gì? Tên gì quên rồi, em quên là con U gì. À. A gì? A gì? Em quên mất tên rồi, con A gì? A gì? Không có tên. Con gì anh? Nói Ario. À đúng rồi, hồi trước mới nói xong quên mất tiêu. Người đầu tiên sở hữu con Ario. Trời ơi. Chúc mừng em. Có này nữa nè. Ừ, nhiều lắm. Ghim thôi đích được á, nó có cái chốt á, thấy không? Ừ. Vậy đúng không ta? Nghiêng lại, quay nghiêng lại. Ừ. Vậy á? Ừ. Trời ơi, ủa sao kỳ vậy ta? Nó vậy chứ sao? Đâu nữa? Ừ, còn mấy cái còn lại trong đó đó. Nhiều, hả? Nhiều lắm. Cái kia nữa. Hình như là có. Không hiểu luôn. Không hiểu luôn. À. Này. Trời ơi, gạt tàn thuốc nhiều quá nha Trịnh. Không, cái này là phải coi hướng dẫn lắm. Cái này gắn hai bên vai. Bên vai nè. Nè, nó có cái lỗ này. Nó giống con màu hồng á. Đấy. Thôi, cầm mà tay rung luôn á. Đã, hồi trưa anh cũng rung như vậy. Hồi trưa anh cũng rung như vậy á. Cầm mà tay rung luôn á.